Chứ ngồi lên chết. Sẵn là nhờ anh phân xử giùm cái vụ gì cho tôi. Vợ chồng của cô Trúc á đòi đi thưa kiện tôi cả. Chị Hai với cô Trúc có gì mà căng thẳng vậy? Chuyện đâu còn có đó mà. Tôi chờ anh tới nè, để anh phân xử coi ai đúng ai sai, ai trở mặt trong sự việc này. Muốn tôi phân xử á thì chị Hai với cô Trúc hãy bình tĩnh lại, kể cho tôi nghe. Đó là chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Chuyện gì nè anh Chính? Đó, chuyện là vậy đó anh Chính. Mà anh thấy không, tôi là tôi rất là dễ thương. Thí dụ bây giờ không bán được nhà thì tôi trả lại tiền cọc thôi, anh thấy có phải không? Vậy á mà gia đình cô Trúc này nè đòi đi thưa kiện tôi chưa hết nha, còn đòi là bắt tôi phải đền bù gấp đôi số tiền đặt cọc nữa. Tôi hả, tôi chấp luôn, tôi đâu có sợ. Chị đừng có thách tôi nha chị Hai. Chị để chị coi, chị á sẽ năn nỉ vợ chồng tôi hay là vợ chồng tôi sẽ năn nỉ chị. Người làm ăn á lật lọng như chị á, xưa giờ tôi chỉ thấy có một hả, vậy mà chị còn nói chị không sai. Thôi, chuyện đâu còn có đó. Thưa kiện nhau làm gì? Chị Hai nè, chị nói vậy không có đúng đâu. Theo quy định của pháp luật thì hợp đồng mua bán nhà là sự thỏa thuận giữa bên mua và bên bán. Theo đó, bên bán có nghĩa vụ chuyển giao nhà và quyền sở hữu nhà cho bên mua. Bên mua có nghĩa vụ trả tiền cho bên bán đúng thời hạn, địa điểm theo phương thức mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nhà ở. Hơn nữa, cô Trúc đã đặt cọc cho chị 150 triệu và theo quy định điều 328 Bộ luật Dân sự thì nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Theo quy định này, việc cô Trúc đòi tiền cọc gấp đôi là có cơ sở. Nếu mà chị muốn lấy lại căn nhà đó là chị phải bồi thường tiền cọc lại cho cô Trúc. Theo đúng quy định trong giao dịch mua bán nhà ở, tiền cọc là nhằm để đảm bảo lợi ích của các bên đó chị. Thấy chưa? Tôi nói tôi đâu có sai. Nếu mà chị không bán nhà nữa thì chị phải trả tiền cọc lại cho vợ chồng tôi gấp đôi. Còn nếu không mà tôi đi thưa á. Ủa anh Chính, anh nói gì kỳ vậy anh Chính? Giấy tờ mà khi nhận tiền cọc á là tụi tôi chỉ ghi bằng giấy tay. Rồi cái tiền mà của cô Trúc á, vợ chồng cô Trúc đưa cho tôi á, tôi còn giữ nguyên à, tôi có xài đồng nào đâu. Hơn nữa đó, trong cái tờ giấy mà nhận cái tiền cọc á, tôi cũng đâu có ghi là nếu mà không bán nhà tôi phải đền tiền gấp đôi đâu. Thật ra là anh đến đây nè, anh hòa giải hay là anh binh vực cho gia đình của cô Trúc vậy hả anh Chính? Tôi á là tôi chỉ có phân tích cho chị với cô Trúc hiểu, chứ tôi đâu có binh vực ai đâu chị Hai. Còn cô Trúc, biết cô là người đặt cọc tiền, nhưng chị Hai cũng là bất đắc dĩ, chứ không phải là người lật lọng đâu. Cô nên cân nhắc lại cái tiền cọc được không? Cân nhắc sao được anh Chính? Tiền đó tôi cũng đi vay mượn để đặt cọc cho chị Hai. Tôi cũng thiệt mà. Giờ làm theo nguyên tắc thôi. Đó, thấy không? Làng xóm tình nghĩa gì ở đây hả anh Chính ơi? Được rồi, người ta muốn đi thưa, anh cứ để người ta đi thưa đi, tôi đi hầu. Chị đừng có thách tôi. Thôi thôi, cho tôi can, mỗi người chịu thiệt một chút, sau này còn nhìn mặt nhau. Thôi đi anh ơi, mấy người mà cứ nghĩ về tiền bạc thì tôi cũng đâu cần nhìn mặt chi nữa anh ơi. Chị cũng đâu thua gì tôi đâu. Chị ăn đằng sống nói đằng gió, lật lọng còn hơn trở bằng tay đó. Tôi nói cô Trúc nghe, cái hợp đồng đặt cọc của mình á là chỉ có viết tay, hợp đồng á không có ghi rõ là tiền cọc phải đền gấp đôi. Nếu cô đi kiện á chưa chắc gì đòi được tiền, mà tốn thêm thời gian với công sức nữa. Tôi đâu có muốn đi thưa kiện đâu anh Chính. Rõ ràng á chị Hai làm ăn như vậy là coi không được. Chị cũng không có thiện chí nữa, biểu làm sao tôi... Thôi, bây giờ tôi nói như vậy, chị Hai không bán nhà là lỗi của chị Hai.
nên khi trả lại tiền cọc á, chị phải có nghĩa vụ bồi thường tiền cọc. Vậy chị gọi cho cô Lan đi, báo cho cổ biết, để cổ phụ một phần tiền bồi thường tiền cọc cho vợ chồng cô Trúc. Thì anh nói vậy tôi nghe cũng phải, nhưng mà đền tiền cọc mà đền gấp đôi rồi, tiền đâu tôi trả? Cô Trúc thấy sao? Chị hai chị cũng đã lên tiếng rồi. Thiệt tình á, lúc đầu á, tôi cứ nghĩ là chị lấy lại để bán cho người khác được giá hơn. Vợ chồng tôi, chị thách thức tôi, cho nên á, tôi mới đòi tiền cọc gấp đôi á chứ. Giờ á, nghe anh phân tích vậy á, là tôi biết là cô Lan không cho bán nhà. Vậy á, thì giờ rồi chị hai á, hỗ trợ cho vợ chồng tôi thêm 20 triệu đi, để tôi đóng tiền lãi, hổng rài tiền tôi mượn tôi đặt cọc á. Cô Trúc yêu cầu chị hỗ trợ 20 triệu, vậy được không chị hai? Nãy giờ á, nghe anh phân tích á, thì tôi cũng biết là mình sai rồi. Bây giờ á, cô Trúc cũng đề nghị tôi hỗ trợ 20 triệu thì tôi cũng đồng ý. Nhưng cô phải cho tôi thêm 3 ngày nữa nè, thì tôi sẽ gửi lại cho vợ chồng cô. 3 ngày nữa được không cô Trúc? Thì cũng phải để cho chị hai có thời gian để xoay sở thôi, chứ tôi cũng đồng ý thôi anh Chính. Vậy thống nhất vậy đi, hai chị có cần tôi qua làm chứng không? Giờ không có thưa kiện gì nữa nghe cô Trúc. Thôi, tụi tôi không có làm phiền anh nữa đâu. Như là đã thống nhất rồi, thì 3 ngày nữa tôi sẽ gửi tiền cho cô Trúc ha anh. Thỏa thuận vậy rồi, còn thưa kiện gì nữa anh Chính? Đó thấy chưa, mỗi người chịu thiệt một chút á, thì mới đúng là làng xóm láng giềng với nhau chứ. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tình làng nghĩa xóm. Chương trình do phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện. Thưa quý vị, câu chuyện mua bán nhà của bà Hai và cô Trúc phát sinh mâu thuẫn khi bà Hai không muốn bán căn nhà nữa và trả lại số tiền 150 triệu đồng cho cô Trúc đã đặt cọc. Nhưng cô Trúc không chịu mà đòi thêm phần bồi thường khi không thực hiện hợp đồng và đòi thư ra tòa. Câu chuyện đã có hồi kết với việc hòa giải thành công của ông Chính, tổ trưởng tổ dân cư kiêm hòa giải viên của ấp. Bây giờ sẽ là phần kết nối chuyên gia giúp chúng ta có thêm thông tin pháp lý xung quanh sự việc trên. Hoàng Nga xin được chào luật sư Phạm Quốc Doanh ạ. Chào MC Hoàng Nga và chào các quý vị xem đài. Thưa luật sư ạ, trong câu chuyện thì ông Chính, tổ trưởng tổ dân cư kiêm hòa giải viên của ấp thì cho rằng là bà Hai muốn lấy lại căn nhà thì phải bồi thường tiền cọc cho cô Trúc theo đúng quy định. Vì trong giao dịch về mua bán nhà thì tiền đặt cọc là nhằm để đảm bảo lợi ích của các bên. Thì không biết là ông Chính nói như thế thì có chính xác hay không ạ? Vâng, nếu như cái căn nhà đấy là đứng tên của bà Hai và bà Hai là cái người đứng ra thực hiện cái giao dịch đặt cọc và đã nhận tiền cọc, thế thì theo quy định về cái chế tài đặt cọc ấy, thì khi mà hai bên thực hiện cái việc đặt cọc với nhau thì thường có cái thỏa thuận. Tức là nếu như cái giao dịch đó mà thành công, tức là sau này các bên thực hiện cái hợp đồng chuyển nhượng mua bán nhà cho nhau, thì cái tiền đặt cọc đó sẽ được trừ vào cái tiền thanh toán. Thế còn nếu như mà cái việc mua bán nhà không thành công, mà nếu như do bên bán mà không đồng ý bán nữa thì sẽ phải trả lại cái tiền đã nhận cọc và đền một cái khoản tương đương, tức là gấp đôi cái số tiền đã nhận. Yeah. Thế còn nếu như mà trường hợp cái bên mua mà không mua nữa, tức là vi phạm, thì sẽ mất cái tiền cọc. Thế thì như vậy đây, nếu như mà hai bên đã xác lập với nhau một cái giao dịch đặt cọc và tuân thủ các cái nội dung, các cái quy định về chế tài đặt cọc như vậy, thì trường hợp này là ông Chín nói như vậy là hoàn toàn có cơ sở. Nếu như cái bên bà Hai đã nhận đặt cọc mà bây giờ vi phạm, không muốn bán nữa, thì phải trả lại cái số tiền cọc và phải đền một khoản tương đương. Và trong trường hợp nào thì hợp đồng mua bán nhà vô hiệu và hậu quả pháp lý của một hợp đồng vô hiệu thì sẽ như thế nào ạ? Giao dịch mua bán nhà sẽ bị coi là vô hiệu nếu như nó không đảm bảo, không tuân thủ được các cái quy định của pháp luật tại cái điều 117 của Bộ luật dân sự về các cái điều kiện có hiệu lực của một giao dịch dân sự. Thế thì nó sẽ bị vô hiệu trong trường hợp nào? Thứ nhất là các cái chủ thể tham gia ký kết cái giao dịch đó là không đáp ứng đủ các cái năng lực hành vi. Đó. Thế rồi là không có cái thẩm quyền để mà
mà đứng ra thực hiện các cái giao dịch đó. Đấy, thế rồi là cái việc tham gia vào giao dịch đó là không phải là tự nguyện mà có thể bị do ép buộc, do bị lừa dối. Đấy, thì đấy là cái trường hợp mà nó không đáp ứng được cái yêu cầu về chủ thể. Đấy, thứ hai nữa là nó sẽ bị vô hiệu nếu như mà cái tài sản đó được đem ra giao dịch mà nó không được pháp luật cho phép. Đấy, ví dụ như nó không có đầy đủ các cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc là nó bị cấm giao dịch, ví dụ như đã có quyết định là thu hồi, đền bù, đấy, hoặc là có thông báo thu hồi và nhà nước cấm cái việc giao dịch đó chẳng hạn. Thế thì nếu mà mang ra giao dịch thì cũng là trái pháp luật. Đấy, thế rồi về hình thức thì các bên không tuân thủ các cái quy định về hình thức giao dịch đối với bất động sản là nhà đất, như là không thực hiện cái việc là lập thành văn bản, thế rồi là có công chứng. Đấy, thì nếu như mà các bên không tuân thủ các cái quy định như vậy thì những cái giao dịch đấy sẽ bị coi là vô hiệu. Thế nếu như mà trong trường hợp mà khi mà cái giao dịch đó được tòa án xác định đó là một cái giao dịch vô hiệu, trong trường hợp mà các bên có tranh chấp và khởi kiện vụ việc đấy là tòa án, và tòa án xác định nó vô hiệu như vậy, thì giải quyết cái hậu quả pháp lý là như sau. Nhất là các bên phải hoàn trả lại cho nhau các cái gì đã nhận của nhau. Tức là bên mua, bên bán, thì khi mà bên mua có đặt tiền cọc như vậy đó, thì cái bên bán ấy, nhận cọc ấy, là phải hoàn trả lại cho bên mua cái số tiền nhận cọc. Thế rồi là nếu như cái việc giao dịch đó có gây ra thiệt hại cho các bên đấy, thì sẽ phải xác định cái thiệt hại là bao nhiêu, thực tế là bao nhiêu, và cái bên gây ra thiệt hại nó phải đền cho bên kia cái khoản thiệt hại đó. Đấy, tuy nhiên thì cũng có xét đến cái yếu tố lỗi nữa, tức là cái lỗi khi mà làm cho cái giao dịch vô hiệu thì lỗi do ai. Lỗi do ai, và cái bên có lỗi thì phải chịu toàn bộ cái thiệt hại đó. Dạ vâng. Cảm ơn những thông tin từ luật sư Phạm Quốc Doanh. Và qua câu chuyện ngày hôm nay thì luật sư có lời khuyên nào dành cho những người trong cuộc cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình khi mà tham gia ký kết các hợp đồng mua bán nhà nói chung, nhất là họ là những người hàng xóm láng giềng của nhau mà. Vâng, thì khi mà tham gia một cái giao dịch mua bán nhà hoặc đất là những cái tài sản lớn thì chúng ta phải xem xét rất là kỹ lưỡng và rất là cẩn trọng trong những cái giao dịch như thế này. Đấy, thì thứ nhất là chúng ta phải kiểm tra xem là cái tài sản đấy nó có được phép giao dịch hay không, nó có bị cấm hay không, nó có đủ các cái điều kiện để giao dịch hay không. Đấy, thế rồi cái thực tế tài sản đấy nó như thế nào, đấy, diện tích, rồi cái thực tế trên đất nó có nhà cửa như thế nào, đúng không? Chúng ta phải thực tế, chúng ta phải xem xét. Thế rồi thứ hai chúng ta phải kiểm tra xem là cái tài sản đấy nó có đang tranh chấp với ai không, nó đang có nguy cơ vướng vào một cái tranh chấp với một cái người thứ ba nào hay không. Đấy, thế rồi về cái chủ thể khi tham gia cái giao dịch đó, chúng ta phải kiểm tra xem là cái chủ thể, cái người chủ đó họ có đầy đủ các cái năng lực hành vi để mà tham gia cái giao dịch hay không. Thế rồi cái tài sản đấy có phải của chính họ hay không, mình họ không, mình họ tham gia được hay không, hay bắt buộc nó, nếu là tài sản chung thì phải có những cái người đồng sở hữu tham gia. Đấy, chúng ta phải kiểm tra những thông tin như vậy. Thế rồi khi mà thực hiện cái giao dịch đó thì chúng ta phải tiến hành cái việc là lập thành văn bản. Thế rồi chúng ta thực hiện cái việc là yêu cầu công chứng xác thực cho cái giao dịch đó. Thế rồi sau khi hoàn thành những cái thủ tục đó rồi thì chúng ta phải tiến hành cái thủ tục là đăng ký sang tên cho cái người mua. Đấy, và đối với những cái tài sản là nhà hoặc là đất chẳng hạn đấy, thì cái việc mà giao dịch nó chỉ hoàn thành khi chúng ta đã tiến hành cái việc đăng ký sang tên. Đấy, chúng ta phải lưu ý như vậy để chúng ta thực hiện đầy đủ các bước. Đấy, thì như vậy là nó sẽ hạn chế hoặc là tránh được các cái rủi ro phát sinh về sau. Vâng ạ, và trong câu chuyện ngày hôm nay thì luật sư có đánh giá, chia sẻ như thế nào về vai trò của ông chính là tổ trưởng cũng là hòa giải viên của ấp ạ? Những người hòa giải viên ấy, thì chúng ta biết là họ là những người sống ở địa phương. Thế thì họ sẽ là những người mà rất dễ để mà biết được những cái mâu thuẫn của những cái người dân ở cái địa phương nơi cái mình sinh sống. Thế nên nếu như mà họ là những người mà sâu sát, họ nhiệt tình và có những cái kiến thức hoặc là có những cái kỹ năng hòa giải thì người ta cũng sẽ dễ dàng là người ta tiếp cận được với các cái đối tượng cần hòa giải đó.
để người ta đưa ra những cái lời khuyên, đúng không? Để người ta tiến hành cái việc hòa giải cho hai bên. Thế và nếu như mà cái việc hòa giải đó mà tốt, mà thành công, thì tức là nó sẽ hạn chế được cái xung đột mâu thuẫn gay gắt giữa hai bên. Đấy, và hạn chế được những cái hậu quả xấu có thể xảy ra. Như là nếu như các bên mà xung đột mà không tìm được cái tiếng nói chung, đấy, thì có thể gây ra những cái hậu quả như là một là có thể là đánh chửi nhau, hoặc là xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín của nhau, hoặc là cũng có thể là phát sinh những cái vụ kiện đấy, ra tòa án, thế thì cũng làm cho mất cái an ninh trật tự ổn định ở địa phương. Thế rồi là cũng mất thời gian, công sức, tiền bạc của các bên, cũng như là của các cái cơ quan mà phải tham gia giải quyết những cái tranh chấp như vậy. Đúng không? Thế thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái vai trò của những người hòa giải viên, thì nếu như họ thực hiện tốt được cái công việc hòa giải như vậy, thì rõ ràng là rất là quan trọng và nó hạn chế được rất nhiều các cái hậu quả xấu cho xã hội. Xin được cảm ơn luật sư Phạm Quốc Doanh đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, những mối quan hệ xóm giềng luôn hiện diện trong cuộc sống, và bên cạnh sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau thì vẫn có những mâu thuẫn phát sinh, cũng là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, để không xảy ra những tranh chấp mâu thuẫn lớn thì mỗi người trong cộng đồng dân cư cần có sự cảm thông, chia sẻ và biết đặt lợi ích chung lên lợi ích riêng tư cá nhân. Có như vậy thì mới góp phần tạo ra mối quan hệ xóm giềng gắn kết bền lâu. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.